Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Hằng Ngọng thân mến. Kính xin mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 136 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 136 Độc Bộ Thiên Hạ, Thạch Chư ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Diệp Húc đến Nguyên Thủy Thánh Tông gặp Tần Khả Khanh, yêu cầu nàng được chiêm ngưỡng vị thiên đế, Di La Thiên Yêu Đế. Lại nói Di La Thiên Yêu Đế là cách xưng hô của yêu tộc, mà Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương là chính đạo xưng hô vị thiên đế này. Kỳ thực cùng là một người, cũng tức là nhân vật cổ xưa, theo lời của vị địa tiên chi tổ kia nói. Tần Khả Khanh nghe thế thế, liền nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng lại có chút mất mát, nàng nghi hoặc lên tiếng hỏi. Ngài thật sự chỉ vì chiêm ngưỡng Nguyên Thủy Thiên Đế chứ không có ý tưởng nào khác hay sao? Thì ta còn có thể có ý tưởng gì được đây? Diệp Húc chớp chớp mắt hỏi ngược lại. Sắc mặt Tần Khả Khanh ửng đỏ, nàng cười nói. Hiếm khi ngài thành thật, Diệp Đại Phong Chủ đã đến Thánh Tông ta để chiêm ngưỡng Nguyên Thủy Thiên Đế. Nếu như Thánh Tông ta không cho thì ngài chắc là gây náo loạn mất thôi. Tông chủ chúng ta nói, không sợ kẻ trộm đến trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương. Khiến kẻ trộm không còn nhớ thương nữa mới có thể bảo vệ tài sản của Thánh Tông ta được. Ngài đi theo ta, để ngài nhìn một lần cũng không sao cả, tránh cho ngài cứ nhớ thương mãi. Nàng đi về phía trước, Diệp Húc sóng vai nàng mà đi. Hai người trông như một đôi bích nhân đi trong núi rừng của Nguyên Thủy Thánh Tông, thỉnh thoảng lại khiến cho người khác nhìn chăm chú. Tần Khả Khanh với phong thái thướt tha, dáng vẻ muôn phương, chính là tiên tử vang danh Đại Hán. Mà Diệp Húc thì một bộ quần áo lam, thanh tú tuấn lãng. Tuy có cái tên ma đầu, nhìn qua thì lại thấy hắn tao nhã, có một loại khí độ làm cho người ta phải hổ thẹn. Hai người đi cùng nhau giống như thiếu niên nam nữ trong thi họa, không muốn người khác nhìn cũng không được. Trong Thánh Tông ta quả thật có bức họa của Nguyên Thủy Thiên Đế, chính là bức tranh của tổ sư khai phái, được cung phụng ở trong Di La Thiên Ngọc Hư Cung. Tần Khả Khanh cười nói, dẫn hắn đi tới Di La Ngọc Hư Cung. Nàng nói tiếp, Di La Ngọc Hư Cung của Thánh Tông ta chính là do tổ sư khai phái phỏng theo hành cung của thiên đế xây dựng, sừng sững đến nay đã không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Diệp sư huynh, hãy chờ ở ngoài cung một lát, thiếp thân đi vào thông báo một tiếng. Diệp Húc đứng ở ngoài Di La Thiên Ngọc Hư Cung, chỉ thấy Tần Khả Khanh là lướt đi vào Ngọc Hư Cung. Hắn nhàn đến vô sự, bèn ngẩng đầu quan sát tòa cung điện này. Tòa Di La Ngọc Hư Cung này được tổ sư khai phái của Nguyên Thủy Thánh Tông xây dựng dựa theo hành cung của thiên đế, cùng với Di La Thiên Ngọc Hư Cung. Hắn nhìn thấy ở trong Ngọc Lâu cũng có vài phần tương tự. Khi mở tầng thứ 3 Ngọc Lâu ra, hắn từng gặp được ảo ảnh của Di La Ngọc Hư Cung, cũng từng tự mình tiến vào trong cung, ngồi lên thiên đế vị, suýt nữa thì không khống chế được dục vọng trong tâm. Sắp được trông thấy bức họa của vị thiên đế này, Diệp Húc cũng có vài phần chờ mong trong lòng. Lai lịch Di La Thiên Yêu Đế thật sự là quá cổ xưa, tiếp nối hai thời đại, kế thừa người trước, mở lối cho người sau. Có thể nhìn thấy nhân vật như vậy, cho dù chỉ là một bức họa cũng để làm cho người ta hưng phấn. Sau một lúc lâu, Tần Khả Khanh đi ra cười nói, sư huynh mời đi bên này. Diệp Húc theo nàng đi vào Di La Ngọc Hư Cung, nhìn khắp mọi nơi, chỉ thấy trên vách tường tòa cung điện này treo những bức tranh thiên hình vạn trạng. Nhân vật ở trong các bức tranh cũng không giống nhau, có nam có nữ, có già có trẻ, thậm chí Diệp Húc còn nhìn thấy một nữ đồng. Đây là tranh của các thế hệ tông chủ Thánh Tông ta, đặt ở nơi đây để đệ tử chiều bái mỗi năm một lần. Tần Khả Khanh nhìn bức họa, trong giọng nói lộ ra kính trọng cùng trang nghiêm. Ồ, vị này là ai vậy? Diệp Húc dừng lại ở trước bức họa của nữ đồng kia, tò mò lên tiếng hỏi. Tần Khả Khanh cười nói với sự kính ngưỡng, vị này chính là Lê Tông Chủ của Thánh Tông ta, cách này đã hơn 2 vạn năm rồi. Bà chính là vị vu hoàng cuối cùng của thế giới vu hoang ta. Mới chỉ ngàn tuổi nhưng bà đã trở thành vu hoàng, tiền đồ vô lượng. Nhưng điều đáng tiếc là bà trở thành vu hoàng không lâu thì rời đi thế giới vu hoang. Ta nghe các thế hệ trước của trong Thánh Tông nói,
bà được thiên đế đương thời triệu kiến, đã đi lên 9 tầng trời rồi. Diệp Húc đi theo nàng đi tới, cuối cùng Tần Khả Khanh dừng lại ở trước một bức họa. Nàng cười nói, đây chính là Nguyên Thủy Thiên Đế. Thánh Tông ta tuy là đạo thống của Nguyên Thủy Thiên Đế, nhưng lúc trước Nguyên Thủy Thiên Đế cũng không có thành lập Nguyên Thủy Thánh Tông ta, mà chỉ thu 3 tùy tùng, truyền thụ cho một bộ cấm pháp. Mỗi một tùy tùng đều lĩnh ngộ bộ cấm pháp này, không giống nhau, đều cho rằng mình mới là chính tông, cho nên mới có 3 Nguyên Thủy Thánh Địa. Một tùy tùng trong đó chính là tổ sư khai phái của Thánh Tông ta, chính là ông để lại bức họa này. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn bức họa của Nguyên Thủy Thiên Đế, không khỏi ngẩn ra, chỉ thấy trong tranh là bóng dáng của một người đàn ông. Không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng chỉ bóng dáng thôi cũng đã làm cho người ta cảm giác phiêu diêu như tiên vậy. Ở bên người ông là một đống hoang tàn, phía trên đống hoang tàn đó có không ít ma đầu với hình dạng dữ tợn thò đầu ra, dương nanh múa vuốt xung quanh nam tử, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vồ đến. Mà vị thiên đế này lại như là không thấy, chỉ ngẩng đầu nhìn trời như đang nhớ lại điều gì. Trước người vị thiên đế này có một ma đầu trông thật khủng bố dữ tợn. Tên ma đầu này nhìn thấy gương mặt của ông thì mang theo sợ hãi quỳ sát xuống đất, dường như cực kỳ hoảng sợ. Ông ta khi sinh ra thật là thần thánh, từ một khắc ra đời kia đã mở miệng nói chuyện, một lời nói khiến cho lôi đình sinh ra, gió mây biến đổi, ngôn xuất pháp tùy. Trong ánh mắt của Tần Khả Khanh lộ ra vẻ sùng bái cuồng nhiệt, nàng nói, Diệp huynh, người có thể tưởng tượng ra sao, khi thiên đế còn chưa đến một tuổi đã tu thành võ đạo tiên thiên, trở thành vị vũ sĩ đầu tiên trên thế gian này rồi. Ông tự ngộ thần thông, khai sáng ra vu pháp, sáng chế ra cấm pháp bất thế, chưa tới 20 tuổi mà đã thành vu hoàng rồi. Diệp Húc lắc đầu cảm thán, quả thật là không thể tưởng tượng được, ta 13 tuổi mới tu thành võ đạo tiên thiên, trở thành vu sĩ, cho đến nay đã tu luyện vu đạo 23 năm, lại vẫn là đại vu tam tương cảnh, cách cảnh giới vu hoàng còn không biết bao nhiêu năm nữa kìa. Sao, ngươi mới 36 tuổi thôi sao? Tần Khả Khanh ngạc nhiên líu lưỡi, nàng cười nói, nói thêm, ngươi còn nhỏ hơn ta rất nhiều tuổi, theo lý thì ngươi còn phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ kìa. Diệp Húc khẽ mỉm cười, lại nghĩ tới nữ ma đầu Ma La Dư kia, hắn thầm nghĩ, đám đàn bà con gái này sao toàn thích tự xưng là tỷ tỷ như vậy. Hắn tiếp tục quan sát bức họa, nghi hoặc mà hỏi, sư tỷ, lúc ấy vị thiên đế này đang ở nơi nào vậy, sao lại có nhiều ma đầu như vậy? Nơi đó là thiên phần, mộ phần của thiên, là phế tích hình thành sau khi tam thập tam thiên giới viễn cổ sụp đổ đi. Tần Khả Khanh nói với sắc mặt ngưng trọng, ngươi đừng kinh thường đám ma đầu đấy. Lúc ấy tổ sư khai phái Thánh Tông ta đi theo thiên đế vào nơi này, sau khi trở về có nói, ma đầu trong thiên khư đều có tu vi cực kỳ hùng mạnh, chính là dị chủng viễn cổ, trong đó thậm chí còn có đủ ma hoàng cấp bậc vu hoàng nữa kìa. Lúc ấy nếu không phải ông đi theo thiên đế, sợ là sớm đã bị đám ma đầu này ăn sống nuốt tươi mất rồi. Thiên phần sao? Diệp Phúc ngẩn ra, khi hắn bị nhốt ở Bắc Hải Bí Cảnh, đã suýt nữa thì theo Bắc Hải Bí Cảnh cùng trở về nơi hoang vu sụp đổ thiên phần kia. Giờ nghe Tần Khả Khanh nói thiên phần khủng bố như thế, hắn mới nghĩ lại mà thấy sợ. Thế gian này có tứ đại tuyệt cảnh, một là ân khư, hai là hàng cổ ma vực, ba là nơi mặt trời lặn thiên khư, bốn chính là thiên phần. Tần Khả Khanh cười nói, tứ đại tuyệt cảnh này, ân khư và hàng cổ ma vực không ít người, nơi mặt trời lặn thiên khư kia chính là nơi Hạo Thiên Đại Đế ngã xuống. Nghe nói Hạo Thiên Đại Đế bị Thanh Đế đánh bại, sau khi chết thiên cung của ông ta rơi từ thiên giới xuống vào nơi nào đó trong thế giới vô hoang. Nơi đó cực kỳ hung hiểm, thậm chí còn có dấu vết bất diệt khi hai vị đại đế ra tay để lại. Thiên khư này rất khó tìm được. Nghe nói Thái Dương Thần Cung biết vị trí chính xác của thiên khư. Thậm chí trước đây không lâu có tiên truyền ra rằng tuyệt thế thiên tài của Thái Dương Thần Cung là Đông Hoàng Mục đã được đưa vào tu luyện trong thiên khư. Diệp Phúc nghe xong không khỏi nhíu mày. Đông Hoàng Mục chính là thân thể ngũ hành, tư chất của y vốn đã cao xa hơn hắn. Lần này lại đi thiên khư, e là sau khi ra thì tu vi tiến cảnh của y sẽ càng thêm khủng bố. Hắn vốn cũng không có ân oán gì lớn với Đông Hoàng Mục, nhưng chuyến đi đến Hàn Nguyệt Cung, cho dù không phải là kẻ thù thì cũng biến thành kẻ thù. Mà tiên phần thì còn khủng bố hơn ba tuyệt cảnh kia rất rất nhiều lần. Tần Khả Khanh tiếp tục nói, nơi đó sinh sống không biết bao nhiêu là cự thú, ma đầu viễn cổ. Nơi đó lại là mảnh vỡ của tam thập tam thiên giới, viễn cổ, nên cũng có vô số cổ tiên ngã xuống ở nơi đấy. Theo ta được biết, chưa từng có ai có thể sống sót đi ra nơi đó được. Khả Khanh, người còn sống đi ra nơi đó không chỉ có một đâu. Lúc này, một giọng nói tăng thương vang lên, Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, thì thấy một lão giả không biết từ lúc nào đã đi vào trong Di La Thiên Ngọc Hư Cung, đứng ở phía sau của hai người. Người này có bộ mặt cổ quái, một nửa gương mặt già nua, không chịu nổi,
trải đầy nếp nhăn, lông mày bộ râu đều bạc trắng, mà một nửa gương mặt khác lại nhẵn nhụi trắng nõn như khuôn mặt của trẻ con. Ông ta đến đây khi nào Diệp Húc cũng không hề phát hiện, trong lòng không khỏi thất kinh. Tông chủ! Tần Khả Khanh cũng giật mình kinh hãi, vội khom người thi lễ. Sao? Tông chủ Nguyên Thủy Thánh Tông, Tần sư cổ ư? Diệp Húc cũng cực kỳ kinh hãi, không dám chậm trễ mà nhanh chóng tiến lên hành lễ. Diệp sư đệ, không cần đa lễ. Vị tông chủ Nguyên Thủy Thánh Tông này mỉm cười nói: Diệp sư đệ, người đã là sư đệ của Ứng Tông Đạo, dựa theo bối phận thì chúng ta cũng ngang hàng, không cần gò bó. Lúc trước Ứng Tông Đạo Ứng sư huynh kẻ thù khắp thiên hạ, khiến cho bao nhiêu người đuổi giết, hắn không đường để trốn, đành chạy vào trong thiên phần. Phong thái của hắn làm cho người ta phải hổ thẹn, tuy là tông chủ Nguyên Thủy Thánh Tông nhưng lại không ra vẻ ta đây bá chủ gì cả. Lời nói cử chỉ của hắn làm cho người ta có cảm giác gió xuân thổi tới. Năm đó Tuần sư cổ tuệ nhãn vô song nhìn chúng Úc Khánh Sơn, thân thể ngũ hành của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, ngọc ngôn kim khẩu, nói y tương lai tất có thể vấn đỉnh vô hoàng, lại gả Tần Khả Khanh cho Úc Khánh Sơn. Úc Khánh Sơn lại bị Diệp Húc giết chết, nếu là người khác thì sớm đã nổi giận lôi đình, mà vị Tuần tông chủ này lại vui vẻ tiếp đón Diệp Húc. Tuần sư cổ cười ha ha nói: Lúc trước ta cũng ở trong hàng ngũ đuổi giết hắn, đáng tiếc là để tiểu tử này trốn thoát được. Nếu như độc đấu thì ta cũng không phải là đối thủ của hắn ta đâu. Khi đó hắn nhảy vào trong thiên phần, ta đứng ở ngoài trông thấy, nơi đó tràn ngập hơi thở hủy diệt. Nghĩ thấy đi vào chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nên ta không tiếp tục đuổi theo. Nhưng vẫn có rất nhiều người xông vào thiên phần. Cuối cùng 12 năm sau, chỉ có Ứng Tông Đạo và một người khác còn sống đi ra khỏi nơi đó. Hắn thở dài lẩm bẩm nói: Khi đó người đuổi giết Ứng Tông Đạo, bất cứ ai cũng không hề kém ta về tư chất, thậm chí có nhiều người còn vượt trội cả ta, còn có cả thân thể ngũ hành. Đáng tiếc là tất cả đều ngã xuống ở trong thiên phần, chỉ còn có hai người sống sót đi ra bên ngoài. Sao? Còn một người nữa còn sống đi ra ngoài được sao? Người này là ai vậy? Diệp Húc tò mò hỏi. Người này chính là thánh chủ Chu Thiên Tinh Cung, là Tinh Đế. Tuần sư cổ thản nhiên nói. Đương thời người có thể tranh cao thấp với Ứng Tông Đạo cũng chỉ có người này mà thôi. Nhưng Diệp sư đệ ngươi tu luyện thêm vài năm nữa, có khi có thể sánh vai với hai người bọn họ rồi. Hắn hứng thú liếc Diệp Húc một cái rồi cười nói: Diệp sư đệ, ta cảm thấy được hơi thở tâm pháp của Thánh Tông ta trên người của ngươi. Lần này ngươi tới Nguyên Thủy Thánh Tông ta không chỉ vì chiêm ngưỡng bức họa của Nguyên Thủy Thiên Đế, đúng không? À, quả thật là có một số nghi hoặc về pháp tướng chân thân, mong Tuần tông chủ giải thích nghi hoặc giùm ta. Diệp Húc cung kính thi lễ, hắn cười nói. Tuần sư cổ cũng cười nói: Đã như vậy, Nguyên Thủy Thánh Tông ta liền kết một mối thiện duyên với Diệp sư đệ. Người có nghi hoặc gì thì cứ nói ra, ta sẽ giải đáp cho ngươi. Tần Khả Khanh chần chừ một chút, dịu dàng nói: Tông chủ, cấm pháp của Nguyên Thủy Thánh Tông ta chính là bí mật bất truyền, không truyền cho người ngoài. Huống chi Diệp huynh dù sao cũng là người trong ma đạo. Tuần sư cổ cười ha hả, lắc lắc đầu nói: Lúc trước Nguyên Thủy Thiên Đế truyền đạo, tổ sư khai phái Thánh Tông ta sao không phải người ngoài đây? Ngài ấy truyền thụ cấm pháp cho chính đạo, cũng truyền thụ cho ma đạo và cả yêu đạo. Bởi vậy mới có Nguyên Thủy Tam Tông. Ta thực nghĩ nếu Nguyên Thủy Tam Tông chúng ta không xây dựng môn phái nhiều như vậy, hợp cấm pháp của ba nhà làm một, thì có khi có thể tái diễn ra cấm pháp mà Nguyên Thủy Thiên Đế truyền lại. Đáng tiếc là Tam Tông xây dựng môn phái lớn như vậy, ngay cả ta cũng không thể thay đổi được. Tần Khả Khanh không biết nói gì hơn, chỉ thấy Tuần sư cổ khoanh chân ngồi xuống, quát to một tiếng. Sau lưng của hắn hiện ra một tôn thiên địa pháp tướng cao tới vạn trượng, cao lớn lồng lộng. Đột nhiên hai chân thân thiên tướng và địa tướng đều đi ra khỏi tôn thiên địa pháp tướng này, đứng ở hai bên, pháp tướng đứng ở chính giữa. Tuần sư cổ mở miệng ngôn pháp giảng giải tâm đắc tu luyện thiên địa pháp tướng của Nguyên Thủy Thánh Tông. Đại tai cản nguyên, vạn vật tư thủy. Diệp Húc khoanh chân ngồi cẩn thận lắng nghe. Đây là một cơ hội hiếm có, vị tông chủ Tuần sư cổ chính là bá chủ nhân hoàng, lĩnh ngộ của ông với thiên địa pháp tướng hơn xa với người bình thường. Ông lại tinh tu truyền thừa mà Diên La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương để lại, nên lĩnh ngộ của ông ta rất có ích cho Diệp Húc ngưng tụ Nguyên Thủy Thiên Vương chân thân. Tuần sư cổ khai đàn giảng pháp, thanh âm càng ngày càng trầm thấp, câu động dị tượng thiên địa, chỉ thấy không trung thiên hoa rơi xuống, ngôn xuất pháp tùy. Phượng hoàng, kỳ lân, thương long, thanh thụ từ trong thiên địa pháp tướng của ông trào ra, bay múa ở trong Diên La Thiên Ngọc Hư Cung. Khi ông giảng đến chỗ tinh diệu của vu pháp thì không trung lại truyền lại đến tiếng tiên nhạc du dương và êm ả. Vu pháp hóa thành tiên nữ là lướt, lại xuất hiện 33 tòa thiên giới vô cùng cao lớn rộng rãi. Phía trên thiên giới, tiên cung mờ ảo rộng rãi bao la.
Tuần sư cổ giảng giải đạo lý thiên địa pháp tướng khiến cho chấn động tứ phương. Thiên địa dị tượng dù Ngọc Hư Cung cũng không che giấu được, sớm chấn động toàn bộ Nguyên Thủy Thánh Tông. Đám đệ tử Thánh Tông đều tới, đứng ở ngoài điện cẩn thận lắng nghe và nghiền ngẫm. Qua 4 ngày 3 đêm, tiếng nói của Tuần sư cổ cũng dần dừng lại. Mọi người vẫn ở trong diệu pháp chưa phục hồi tinh thần. Lại vào lúc này, tiếng Tuần sư cổ truyền đến, ông cười nói: "Diệp sư đệ, ngươi thu hoạch được gì không?" "Ồ, Tuần sư huynh hậu tứ, Diệp mỗ xác thực là có thu hoạch. Sư huynh ý chí rộng lớn, Diệp mỗ khâm phục rồi." Tiếng của Diệp Húc truyền đến từ trong Ngọc Hư Cung, hắn cười nói: "Sư huynh không để ý Diệp Húc có cái danh ma đầu, đồng ý giải thích nghi hoặc cho Diệp mỗ, thật là cao thượng. Diệp mỗ cũng có một pháp môn, hồi báo lại cho sư huynh." Trong Ngọc Hư Cung, Tuần sư cổ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đám đệ tử trưởng lão Nguyên Thủy Thánh Tông cũng ngạc nhiên và khinh thường. Lại nghe Diệp Húc khơi trầm ngâm rồi mở miệng nói: "Đại tai càn nguyên, vạn vật tư thủy." Hắn mở miệng giảng pháp, mở đầu cũng không khác với cấm pháp của Nguyên Thủy Thánh Tông. Mọi người vốn đã khinh thường nên rất nhiều đệ tử và trưởng lão Nguyên Thủy Thánh Tông đều đứng dậy rời đi. Chỉ có một số ít vẫn ngồi ở ngoài cung nghe Diệp Húc truyền đạo. Sau một lúc lâu, nội dung Diệp Húc giảng bắt đầu có thêm vài phần so với cấm pháp chấn giáo của Nguyên Thủy Thánh Tông. Tuần sư cổ không nhịn được lộ ra dị sắc, vội dụng tâm mà ghi nhớ. Tần Khả Khanh thấp giọng nói: "Tông chủ, hắn đang bóp méo cấm pháp Thánh Tông ta." "Chớ lên tiếng, đây không phải bóp méo mà là hoàn thiện. Cấm pháp hắn nói so với cấm pháp của Nguyên Thủy Thánh Tông ta còn phong phú hơn mấy lần kìa." Sắc mặt của Tuần sư cổ ngưng trọng, ông ta thấp giọng nói: "Có lẽ đây mới là Di La Thiên Nguyên Thủy bảo quyền đầy đủ. Chẳng lẽ là thiên đế trên trời có linh mượn miệng hắn truyền thụ cho Nguyên Thủy Thánh Tông ta môn cấm pháp này chăng?" Nội dung theo lời Diệp Húc nói càng lúc càng nhiều, không chỉ vượt qua cấm pháp chấn giáo của Nguyên Thủy Thánh Tông, thậm chí bao quát hết cả cấm pháp chấn giáo của Nguyên Thủy Yêu Tông, Nguyên Thủy Ma Tông. Không chỉ như vậy, dù cấm pháp Tam Tông hợp lại làm một thì cũng không thể có nội dung phong phú đến như thế này. Đám người Tuần sư cổ dốc sức lĩnh ngộ ghi nhớ, Diệp Húc nói càng nhiều bọn họ lại càng hoảng sợ, lại càng vui mừng. Qua hồi lâu, Diệp Húc giảng đến tam tương cảnh thì bất chợt im lặng, không nói thêm lời nào nữa mà đứng dậy rời đi. Hắn thuyết pháp cho đám người Nguyên Thủy Thánh Tông, bản thân cũng có thu hoạch. Nguyên Thủy Thiên Vương chân thân sắp được cương tụ ra. Qua hồi lâu, đám người Tần Khả Khanh mới tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn thì thấy Diệp Húc đã sớm biến mất, không khỏi giật mình. Đây là Di La Thiên Nguyên Thủy bảo quyền hoàn chính, bảo quyền hoàn chính. Một gã thái thượng trưởng lão Nguyên Thủy Thánh Tông run run mà kinh ngạc. Đúng là Di La Thiên Nguyên Thủy bảo quyền hoàn chính, bao quát cấm pháp của Yêu Tông, Thánh Tông, Ma Tông, chính là cấm pháp mà Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương đã chuyển xuống. Bộ cấm pháp này ngay cả tổ sư khai phái Thánh Tông ta cũng không có lưu truyền tới nay. Giờ chúng ta cuối cùng cũng nhìn thấy cấm pháp hoàn chính, chẳng lẽ là thiên đế hiển linh sao? Một gã thái thượng trưởng lão khác trong mắt lóe ra tinh quang, cao giọng nói: Đáng tiếc là chỉ có cấm pháp của 7 tầng đâu, cấm pháp Tam Bất Diệt Cánh và Tam Hoàng Cánh lại không có. Tên Diệp Thiếu Bảo kia quá nửa là biết cấm pháp đầy đủ. Tông chủ, ta lập tức đi bắt hắn lại, nghiêm hình tra tấn, ép cho hắn phải nôn ra đầy đủ cấm pháp kia. Không sai, kẻ này là ma đầu, giết người vô tính. Cho dù có giết đi thì người trong thiên hạ cũng chỉ vỗ tay tán thưởng, khen Thánh Tông ta hằng yêu trừ ma. Sắc mặt của Tuần sư cổ lập tức chuyển lạnh, ông lạnh lùng nói: Hỗn xược. Ông ta đi ra khỏi Ngọc Hư Cung, ánh mắt quét qua mọi người, thản nhiên nói: Người khác truyền thụ cấm pháp cho Thánh Tông ta mà các ngươi lại đối đãi với ân nhân như vậy. Diệp Thiếu Báo là ma đầu hay các ngươi mới là ma đầu đây? Nhưng thưa tông chủ, chuyện rất quan trọng. Cầm miệng. Diệp Thiếu Báo đồng ý truyền bộ cấm pháp này đã là có ân với Thánh Tông ta rồi. Về phần hắn có cấm pháp còn lại hay không, có truyền cho Thánh Tông ta hay không là chuyện của hắn. Các ngươi đối đãi với ân nhân như vậy đúng là không đáng làm người mà. Tuần sư cổ hừ lại một tiếng, thản nhiên nói: Chuyện này về sau đừng nhắc lại nữa. Hắn vung tay áo, xoay người trở lại Ngọc Hư Cung. Tần Khả Khanh vội vàng đuổi theo, nghi hoặc hỏi: Tông chủ, môn cấm pháp này thật sự là Di La Thiên Nguyên Thủy bảo quyền hay sao? Tuần sư cổ thở dài, gật đầu nói: Đúng vậy, cấm pháp Nguyên Thủy Thánh Tông ta chính là ngộ ra từ môn cấm pháp này. Ngay cả 1/3 tinh diệu của Di La Thiên Nguyên Thủy bảo quyền đều không diễn hóa ra được. Tu luyện đến cảnh giới cao thâm sẽ xuất hiện khiếm khuyết ngay. Khuôn mặt nửa già nửa trẻ này của ta chính là một khiếm khuyết ở trong đấy. Nhưng cấm pháp 7 tầng mà Diệp Thiếu Bảo truyền thụ này đủ để áp chế khiếm khuyết, tu luyện đến cảnh giới vô hoàng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tên Diệp Thiếu Bảo này, ta vốn tính kết thiện duyên với hắn, sau đó gả ngươi cho hắn, thông gia với Hoàng Tuyển Ma Tông. Không ngờ
hắn vì kết thiện duyên với ta mà truyền thụ cho ta Nguyên Thủy Thánh Tông Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển hoàn chính. Ân tình này quá lớn, quá lớn. Tần Khả Khanh nghe được lời thì thầm của Tuần Tông Chủ, không nhận được tức giận mà nói: Tông Chủ, cái ý kết thiện duyên của ngài chính là gả đệ tử cho hắn ta hay sao? Hắn giết đi vị hôn phu của đệ tử Úc Khánh Sơn mà chính miệng ngài tán dương, nhân vật trong tương lai có thể trở thành vua hoàng, ngài còn muốn gả đệ tử cho hắn ta hay sao? Tuần Sư Cổ cười ha ha tiếng nói: Người và Úc Khánh Sơn không phải là chưa thành thân mới chỉ là đính hôn thôi sao? Hơn nữa Diệp Húc lại có vua hoàng chi tư, lúc này đã thành châu báu, hơn Úc Khánh Sơn không biết bao nhiêu lần kìa. Ta nhìn người không sai đâu, kẻ này trong tương lai hơn phân nữa là thành vua hoàng. Ta cùng hắn kết thiện duyên cũng là muốn tìm người tốt cho ngươi còn gì. Tần Khả Khanh khổ sở rơi nước mắt nói: Hắn đã thành hôn rồi. Tuần Sư Cổ cười ha hà nói: Ngươi không biết dụ dỗ chồng của người khác càng thêm thú vị hay sao? Đáng tiếc tiểu tử này kết một cái thiện duyên cho ta, giờ lại khiến ta không nên ép hắn cưới ngươi. Tần Khả Khanh trợn mắt nhìn ông ta. Tuần Sư Cổ coi như không thấy, nói thầm: Hiện giờ tiểu tử này có ân với Thánh Tông ta, nếu ta phải báo ân mà gả đệ tử yêu thương nhất cho hắn, ngươi xem đây có tính là báo ân hay không? Không, không được, quá mất mặt Thánh Tông ta. Lúc trước ta bị tên khốn kiếp Ứng Tông Đạo kia hành hung một trận, suýt nữa bị y đánh chết. Nếu lại mất mặt dày đi Hoàng Tuyển Ma Tông cầu hôn, mặt mũi Thánh Tông ta sẽ bị ta làm mất hết thôi. Diệp Húc rời khỏi Nguyên Thủy Thánh Tông mà không biết hành động này của hắn mang đến cho Nguyên Thủy Thánh Tông chấn động lớn như vậy. Sở dĩ hắn đem Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển 7 tầng đầu truyền lại cho Nguyên Thủy Thánh Tông, chủ yếu là vì Tuần Sư Cổ người này có trí tuệ rộng lớn, không so đo mà giảng giải cấm pháp của Nguyên Thủy Thánh Tông cho hắn, giúp hắn tu luyện Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương chân thân. Ngươi tặng ta đào, ta tặng lại cho ngươi ngọc quý, đây là nguyên tắc xử sự của Diệp Húc. Hắn tế ngọc lâu lên, cẩn thận thể ngộ tâm đắc đạt được khi nghe Tuần Sư Cổ giảng pháp. Thế giới sau lưng hắn mở ra, bàn phương chân thân không tự chủ được hiện ra trong mảnh thế giới đấy, dường như thần thánh hàng cổ vĩnh hằng, mang theo hơi thở man hoang hồng hoang. Keng một tiếng chuông vang truyền đến, tiếp theo lại một tiếng chuông vang lên, hồng trung đại lữ keng keng vang lên không dứt, liên tục 36 tiếng. Trong thế giới sau lưng của Diệp Húc đột nhiên xuất hiện những tầng thiên giới: Thái Hoàng Thiên, Thái Minh Thiên, Thanh Minh Thiên, rồi Huyền Thai Thiên. Từng tầng thiên giới xuất hiện trong bao la sao trời, tầng tầng lớp lớp, tiên khí mờ ảo, muôn hình vạn trạng, dường như là thần thoại viễn cổ đã sinh ra trong thế giới của hắn. Cùng lúc đấy, bên trong tinh không mi tâm bản vương chân thân cũng xuất hiện thêm tam thập tam thiên giới. Theo đó là những vị Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương pháp tướng chân thân thống ngự tam thập tam thiên giới. Tổng cộng có 33 vị chấn thủ các thiên giới khác nhau, giống như là những vị thiên đế thần minh vậy. Lúc này, thiên đình đột nhiên bay lên tọa lạc trên tầng 33. Ngọc Hoàng chân thân và Thiên Vương chân thân hợp làm một, trở thành hoàng đế trong hoàng đế, thống ngự chư thiên. Tu vi của Diệp Húc trong chớp mắt lại tăng lên 6-70 lần, trực tiếp bước vào địa tương kỳ. Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương pháp tướng chân thân khó luyện như thế là vì pháp tướng của vị thiên đế này có tổng cộng 30 tôn, xưng là tam thập tam thiên nguyên thủy thiên vương. Mỗi một tôn đều là thiên đế viễn cổ thống trị một phương thiên giới. Môn công pháp này chất chứa lượng tri thức cực kỳ khổng lồ, uy lực mạnh mẽ vô cùng, thậm chí hơn xa Hồng Mông Thanh Liên tam tương pháp thân, Hạo Thiên Đại Đế Kim Mô tam tương pháp thân và Huyền Khung Thượng Cao Ngọc Hoàng Đại Đế kinh của Tây Hoàng. Nếu như Diệp Húc chỉ tu luyện môn công pháp này thôi thì có khi cũng là nhân vật đỉnh cấp trên đời này, rất ít địch thủ. Nhưng giờ Diệp Húc dung nhập môn công pháp này vào trong bản vương khai thiên kinh, đem đủ loại tâm pháp hòa hợp lại để khai sáng ra cấm pháp độc hữu của bản thân mình, nên uy lực của bản vương chân thân còn hơn cả Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương pháp tướng chân thân. Cho đến nay hắn đã đặt nền móng cho con đường độc đáo riêng biệt của mình, thành tựu sau này sẽ không thể đánh giá, không thể cân nhắc được. Ta quá hùng mãnh, quá hùng mạnh rồi. Diệp Húc vui vẻ nên tự ca ngợi bản thân, thầm nhủ: Ta đã hùng mãnh đến mức trời phải giáng phạt, may mắn trở thành kẻ bị thiên đế tự tay giết chết. Đồng thời hắn cũng sầu lo nhìn thấy cảnh ngộ của Tây Hoàng và Trụ Hoàng khiến hắn thấp thỏm không yên. Những nhân vật quá xuất sắc thường sẽ bị trời phạt, tỉ như Tây Hoàng khai sáng ra Huyền Khung Thượng Cao Ngọc Hoàng Đại Đế kinh liền bị Thanh Đế đánh chết trong Nam Thiên Môn, Trụ Hoàng luyện chế Thông Thiên Tháp mở ra thông đạo nối với trời và nhân gian, cuối cùng cả Hoàng Triều Đại Thương đều bị đương kim thiên đế diệt trừ. Hy vọng đương kim thiên đế tạm thời sẽ không chú ý tới tiểu nhân vật như ta đây. Bản vương khai thiên kinh mà hắn khai sáng có uy năng quá mạnh mẽ, chứa đựng 4 loại cấm pháp đế cấp, lại có thêm kiến giải độc đáo của bản thân,
có thể nói là xưa nay chưa từng ai làm được, tương đương với đứng trên bả vai thiên đế, cúi nhìn thế giới. Đương nhiên là thiên lý khó dung. Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương, pháp tướng chân thân. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, 33 tôn thiên đế pháp tướng đột nhiên xuất hiện. Một đám mặc đế quan hoàng phục, tư thái muôn vàn. Tuy rằng cùng một diện mạo nhưng không hề giống nhau. Đứng ở hai bên của hắn, khí thế ngút trời. Những thiên đế pháp tướng đó chính là Tam Thập Tam Thiên Thiên Đế thống ngự Tam Thập Tam Thiên Giới viễn cổ khi chưa bị phá. Mỗi một vị thiên đế thống ngự một phương thiên giới đều là những nhân vật vô cùng hùng mạnh. Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ là một trong số đó. Có thể nói, mỗi một tôn pháp tướng chân thân này của Diệp Húc đều có thực lực hơn xa pháp tướng chân thân của các đại vua tam tương cảnh pháp tương kỳ khác. Thực lực của 33 tôn thiên đế pháp tướng hợp lại một chỗ hoàn toàn có thể quét hết đại vua tam tương cảnh. Cho dù là đầu sỏ tu thành thiên địa pháp tướng cũng sẽ bị quét sạch. Thậm chí chỉ dựa vào 33 tôn thiên địa pháp tướng này, hắn đã có thể vượt cấp khiêu chiến lão quái vật tam bất diệt cảnh mà không cần dùng đến bản vương chân thân. Pháp tướng chân thân dung nhập thân ta. Diệp Húc khẽ quát một tiếng, một tôn thiên đế pháp tướng tương dung với thân thể của hắn đi vào trong thân thể của hắn. Thân hình Diệp Húc lập tức bành trướng, cao tới vạn trượng, mọc ra 33 cái đầu, 66 cánh tay. So với thân thể chiến đấu của hoàng tộc đế thích kia còn khủng bố hơn, hùng mạnh hơn rất nhiều lần. Quanh thân hắn tràn ngập đế khí, trông như một vị hoàng đế hàng cổ vĩnh tồn, thống ngự đại thiên thế giới. So với bản vương chân thân, loại hơi thở khai thiên lập địa, tiến hóa hồng hoang này lại có thêm một phen ý nhị. Diệp Húc khơi lắc lắc thân hình, thu nguyên thủy thiên vương chân thân, rồi đem cửu chuyển cổ Phật kim thân dung nhập vào thân thể. Hắn lập tức giống như hóa thành một vị cổ Phật kim quang chói mắt, mặt mang tử bi, tuyên dương Phật pháp đạo hiệu, độ hóa chúng sinh. Tán đi cửu chuyển cổ Phật kim thân, thân hình hắn lại biến đổi, hóa thành vạn kiếp vô lượng pháp thân, trông như một vị thần vương điều khiển sấm chớp, quanh thân lôi quang lóe lên, sấm sét hóa thành áo giáp, phía sau người hiện ra vạn kiếp thiên lâu. Thân thể của hắn lại dung nhập Hồng Mông Thanh Liên Tam Tương chân thân, chân đạp thanh liên, quanh thân tràn ngập Hồng Mông tử khí, vạn pháp bất xâm. Diệp Húc lại hóa thành Hạo Thiên Đại Đế, Kim Mô Tam Tương chân thân, trông hắn như một vị hoàng đế thống ngự trời đất, toàn thân tràn ngập Thái Dương chân hỏa, mắt bắn ra Thái Dương thần quang, vô cùng vô tận đại hỏa, hóa thành Tam Túc Kim Mô tung bay quanh thân của hắn. Cuối cùng, hắn ngưng tụ Chu Thiên Tinh Quân pháp tướng chân thân với 365 tôn, 732 cánh tay, đôi mắt mở ra trông như tinh đấu tinh thần đầy trời, khắp người tinh quang quấn quanh, hóa thành long hổ xà hùng, hàng nghìn, hàng vạn dị thú. Diệp Húc thu pháp tướng chân thân, khôi phục lại như ban đầu, quần áo màu lam. Hắn cất bước đi đến Ân Khư. Hiện giờ, lấy thực lực của ta hẳn là có thể xông vào Ân Khư, tìm kiếm Chư Thiên Thần Vương công đức ấn được rồi. Bên trong Ân Khư nguy hiểm trùng trùng, thậm chí cả thánh chủ hơi vô ý thôi cũng sẽ bị nhốt lại tại nơi đây. Hiện giờ thực lực của Diệp Húc tuy mạnh, nhưng chỉ là so với đám cường giả Đại Minh Tôn Vương, chứ còn thua xa thánh chủ. Bởi vậy, ở trong Ân Khư, hắn cũng không thể hoành hành ngang ngược, xông loạn khắp nơi. Nếu không thì có khả năng sẽ bị nhốt ở trong đó, biến thành kẻ bi thúc như Giả La Minh Tôn, chờ đợi người khác tới cứu. Diệp Húc xuyên qua âm phong sát khí, nhanh chóng liền đi vào trong Ân Khư. Năm đó, hắn cùng với Tống Cao Đức, Hiên Viên Quang mạnh mẽ xông qua âm phong sát khí, nhiều lần trải qua trăm cay nghìn đắng. Hiện giờ, hắn bước trên mặt đất bằng âm phong sát khí cũng không thể làm gì được hắn. Diệp Húc đi thẳng đến bàn Hoàng Lăng. Khi đến trước mặt tòa Hoàng Lăng thật lớn này, hắn vẫn không thể không thán phục khí phách của Hoàng Đế Đại Thương. Vô số cảnh long khí bảo vệ Hoàng Lăng, mỗi một cảnh long khí này đều có thể so với đại vua tam bất diệt cảnh, uy năng minh mông, chỉ có vua hoàng thống trị thiên hạ mới có năng lực như thế. Mà ở chốn xa xa còn có 29 ngôi mộ lớn rộng mấy vạn dặm, quần sơn nhấp nhô liên miên, long mạch tràn ra long khí bảo vệ những lăng mộ của hoàng triều đã suy tàn này. Đại Thương có tổng cộng 31 vị hoàng đế, trong đó có 30 vị mai táng ở trong này, mà đồ sộ nhất không phải là bàn Hoàng Lăng mà là ngôi mộ to lớn ở trung tâm đóng Hoàng Lăng kia. Thang Hoàng Lăng, người khai sáng Đại Thương, vị hoàng đế đầu tiên lăng mộ của Thang Hoàng. Hơn 10 vạn năm nay còn chưa có ai tiến vào Thang Hoàng Lăng, nghe nói người thành lập Đại Thương này có được huyết thống của thần vương. Ông ta chết đi cả 10 vạn năm rồi, nhưng không có ai có thể tiến vào mà tìm hiểu kết quả. Ở trong Ân Khư còn có hơn 10 hơi thở nữa, hẳn là những vũ sĩ vào đây lịch luyện. Diệp Húc không để ý đến bọn họ, trực tiếp tiến vào trong long khí để tìm kiếm pho tượng của Hoàng Đế Đại Thương. Lần trước hắn tìm được hai pho tượng của bàn hoàng có chứa đựng hai thức ấn pháp của Chư Thiên Thần Vương công đức ấn ở trong long khí, chính là Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn và U Thiên Thần Vương độ ách ấn. Lần này hắn dự định tìm kiếm các pho tượng khác để học toàn bộ cửu đại ấn pháp. Chư Thiên Thần Vương công đức ấn có tất cả 9 thức đối ứng của cửu thiên,
nhưng Diệp Húc từ khi độ kiếp trong Bắc Hải Bí Cảnh, cắn nút tàn niệm của Thái Hoàng Thần Vương, đã biết môn ấn pháp này không chỉ có 9 thức mà là có 30 thức, đối ứng với Tam Thập Tam Thiên. Tuy nhiên, có học được những chư thiên ấn pháp khác không thì cực xa vời, cần phải có tế ngộ cực lớn, đồng thời cũng sẽ đối mặt với nguy hiểm thật lớn. Diệp Húc tìm kiếm trong những cảnh long mạch, chỉ thấy những chiếc quan tài cực lớn cũng rong ruổi trong long khí. Từng chiếc quan tài mở nắp ra, những cự thi ngồi thẳng dậy từ trong quan tài giơ tay chụp tới, cũng là phía dưới có người định xông vào bàn hoàng lăng. Những cự thi đó có thể so với đại vua Tam Tương Cảnh, lúc trước Diệp Húc phải cố gắng lắm mới đối phó được với chúng, giờ thì cũng không đặt ở trong mắt. Hắn tìm kiếm thật lâu, cuối cùng cũng tìm được một bức tượng bàn hoàng. Nhưng đáng tiếc là bức tượng này đã bị tổn hại, không biết bị ai đánh vỡ mà chỉ còn lại thân thể tàn phá, căn bản không thể nào ngộ ra chư thiên thần vương công đức ấn từ trong đấy. Hắn tìm kiếm tất cả long khí trong bàn hoàng lăng một lần nữa, cũng tìm được mấy bức tượng khác, không nhịn được thở dài. Những pho tượng đó tổn hại nghiêm trọng, hẳn là trận đại chiến khi đại thương bị diệt kia lan đến, những bức tượng của bàn hoàng bị hủy bên trong đại chiến. Trong hoàng lăng có khi còn lưu lại tâm pháp của bàn hoàng. Diệp Húc nghĩ đến đây, liền liếc nhìn bàn hoàng lăng một cái, nhưng cũng không đi vào. Hắn cũng không vì thực lực của mình hơn xa lúc xưa mà khinh thường cấm chế trong bàn hoàng lăng. Thực lực một luồng phân thân của ma hoàng tương đương với một nhân hoàng, cũng bởi vì xúc động cấm chế trong bàn hoàng lăng mà bị nổ nát. Thực lực của hắn cùng lắm là tương đương với cao thủ cấp bậc đại minh tôn vương, nếu không cẩn thận thì cũng sẽ bị nhốt ở nơi đây. Mà đám bảo vật ngoài bàn hoàng lăng lại không thể vào mắt hắn được. Thu đám bảo vật đó vô dụng, chỉ có vị trí trung tâm bàn hoàng lăng, nơi mai táng bàn hoàng đế canh mới khiến cho hắn hứng thú. Nhưng bàn hoàng đế canh lại mai táng ở trên một chiếc thuyền lầu chạy khắp mọi nơi. Hơn nữa, trong bàn hoàng chủ lăng không chỉ mai táng một vị vu hoàng mà là ba, còn có hai vị hoàng hậu của bàn hoàng đế canh cũng được chôn cất ở đây. Lấy thực lực hiện tại của hắn thì e là còn chưa thể tiếp cận chiếc lâu thuyền có bảo tàng đế canh kia. Tiếc là Yên Nhu không có ở đây, nếu không với kiến thức của nàng ấy thì tất cả có thể nhìn thấu cấm chế của bàn hoàng lăng, ta cũng không phải cẩn thận như thế này. Diệp Húc nhớ tới Phượng Yên Nhu, thầm nghĩ: lần trước khi ta với nàng chia tay, từng nói tu thành đại vu sẽ đến Thiên Yêu Cung thăm nàng, còn mang cho phụ thân yêu chủ của nàng một ít lễ vật. Chỉ là thế sự trêu người, ta vẫn hối hả ngược xuôi, không rảnh đi Thiên Yêu Cung. Giờ ta đã trở thành đầu sỏ Tam Tương Cảnh, có thời gian phải đi thăm muội một chuyến. Mà Ân Khư cách Hiên Viên Thế Gia cũng không xa, không bằng ta đi thăm Hiên Viên Thế Gia trước, gặp Hiên Viên Quang một chuyến, rồi lại đi Thiên Yêu Cung bái kiến yêu chủ, thăm hỏi Yên Như muội muội. Diệp Húc nghĩ đến đây, đang định rời đi thì chợt thấy vòm trời trong Ân Khư chấn động không ngớt. Đám thi binh đại thương của 800 quân doanh bảo vệ Hoàng Lăng đều thức tỉnh. Trên bầu trời tràn ngập A Tị ma khí thổi quét mọi nơi. Đây là có kẻ đã kinh động đến vong hồn của đại thương, làm cho thi thể thức tỉnh bảo vệ Hoàng Lăng. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn thì thấy âm phong sát khí ở lối vào Ân Khư đột nhiên bị một sức mạnh vô hình đẩy ra. Một chiếc lâu thuyền từ trong thông đạo lái đến. Trên thuyền khí thế bốc lên vô cùng hùng hậu, rõ ràng là hơi thở của nhân hoàng. Chẳng lẽ là thánh chủ của thánh địa nào đó định vào Ân Khư hay sao? Diệp Húc cả kinh trong lòng, hơi thở phát ra từ chiếc lâu thuyền kia thật sự làm cho người ta phải sợ hãi. Không chỉ ép mở âm phong sát khí mà còn truyền ra một luồng hơi thở rất thánh khiết. Từng vòng Phật quang quay xung quanh lâu thuyền, tinh lọc hết tất cả âm phong sát khí, oán khí oán niệm bất tử. Như ta nghe thấy, trên lâu thuyền truyền đến tiếng Phật hiệu vang dội, Phật quang phóng ra, phạm vi càng lúc càng lớn, bắn tới mấy ngàn dặm, truyền đến tận 800 quân doanh. Nơi Phật quang chiếu đến, A Thị ma khí liền bị hòa tan như tuyết. Kẻ tới là thánh chủ Tiểu Quang Minh thánh địa hay là thánh chủ Đại Phạm Lưu Âm Tự đây? Diệp Húc thầm nghĩ. Đúng lúc này lại có một chiếc chiến xa thật lớn đi vào trong Ân Khư, chính là chỉ nam xa của Hiên Viên gia, chấn áp hết A Thị ma khí chưa tan ra xuống. Đột nhiên lại có một cấm bảo xuất hiện trên bầu trời Ân Khư, cũng là một vị vu hoàng yêu tộc đầu người thân rắn. Sau lưng hiện ra bát quái yêu văn thật lớn, đẩy hết âm phong ma khí đi. Đó chính là chấn cung chi bảo của Thiên Yêu Cung, do tổ sư khai phái Hy Hoàng của Thiên Yêu Cung tự luyện thân thể thành cấm bảo. Chẳng lẽ Tam Đại Thánh Địa định liên kết thăm dò Ân Khư hay sao? Diệp Húc khiếp sợ vạn phần, Hiên Viên Gia và Thiên Yêu Cung đều tự điều động một món cấm bảo, mà Thánh Địa Phật môn kia tuy không biết là có mang cấm bảo đến hay không, nhưng Phật Quang Thiên Sinh có tác dụng khắc chế âm khí ma khí nên có ưu thế rất lớn. Lần này ba đại thánh địa này gần như đồng thời đi vào Ân Khư, có thể nói là một sự kiện lớn nhất mà Diệp Húc chứng kiến từ trước đến nay. Hóa ra Hiên Viên Gia và Đại Phạm Lưu Âm Tử cũng tới rồi, ta tưởng chỉ có Thiên Yêu Cung ta biết được tin tức này thôi chứ.
thân thể Hy Hoàng đột nhiên biến mất, chỉ còn một tấm đạo đồ bắt quái ở lại trên không trung, không ngừng xoay tròn, đột nhiên hóa thành một bức tranh kỳ lạ. Cuốn tranh này lơ lửng trên không trung, làm cho người ta có một cảm giác như hàng nghìn hàng vạn thế giới đều ở trong đó, thật vô cùng huyền diệu. Phía trên bức họa, một gã thiếu niên đứng đó, lại có hơn 10 cường giả yêu tộc đứng ở sau y, vô cùng khí thế. Còn có một thiếu nữ xinh đẹp đi theo sau yêu chủ, khiến tim Diệp Phúc đập thình thịch. Yêu chủ, tự chủ chẳng lẽ các ngươi cũng nghe nói, chỉ cần tìm được máu của Thăng Hoàng bên trong Thăng Hoàng Lăng, lấy máu Thăng Hoàng rót vào kiến mộc là có thể mở ra thông thiên chi lộ ư? Chỉ Nam Sa đột nhiên biến mất, thay vào đó là đám cường giả Hiên Viên gia cùng tập trung một chỗ. Người dẫn đầu là đương kim gia chủ Hiên Viên Thế gia, Hiên Viên Trường Phong, theo sau là đám lão quái vật Hiên Viên gia, còn có Hiên Viên Vô Khuyết đứng sau gia chủ, đám tiểu bối Hiên Viên Quang đứng ở một bên. Không sai, lão tăng cũng được tin như thế, nghe nói huyền điểu lưng đeo chiều ca cổ thành lại xuất hiện. Có người từng nghe rằng con huyền điểu này mở miệng nói rằng chỉ cần lấy được máu Thăng Hoàng rót vào kiến mộc là có thể khiến cho kiến mộc lại sinh trưởng, đâm chồi nảy lộc, vươn thẳng thiên giới. Phía trên lâu thuyền, Bảo Quang tự chủ, Đại Phạm Lôi Âm tự chậm rãi mở miệng nói. Nghe nói năm đó khi thiên đế diệt thương đã chém đứt đôi chân của huyền điểu, khiến cho nó cả đời không thể hạ xuống đất được. Tốc độ của nó quá nhanh, giang cánh mấy vạn dặm, vỗ cánh bay đi là có thể xuyên qua tầng tầng không gian, căn bản là không thể đuổi theo được nó. Giờ con huyền điểu này mở miệng nói chuyện lại chính là thời cơ tốt nhất cho chúng ta tiến vào chiều ca. Yêu chủ cười ha hà nói, ta chẳng hề quan tâm cái gọi là thông thiên chi lỗ, chỉ là nghe nói trong chiều ca cổ thành có thi thể trụ hoàng, có thông thiên tháp, có kiến mộc, tụ tập tất cả bảo tàng của hoàng triều đại thương. Gần 2.000 năm qua chưa có ai có thể sống sót mà đi ra nơi đó. Nếu có thể lấy được cổ cái của một hoàng triều, thiên yêu cung ta tất sẽ không ngừng lớn mạnh. Hiên Viên Trường Phong khẽ mỉm cười nói, ta bị nhốt ở nhân hoàng kỳ hơn ngàn năm, cũng muốn thừa dịp còn sống đi đến thiên giới, có khi có thể đột phá mà trở thành vua hoàng. Bảo Quang tự chủ cười ha hà nói, nghe nói trong thiên giới thuần dương linh mạch bậc 9 nhiều không đếm xuể, lại còn có tiên linh mạch còn cao cấp hơn cả thuần dương linh mạch. Nếu có thể lấy được một cái thì tạo nên vua hoàng cũng chẳng nói chơi. Lão tăng cũng muốn kiến thức phong cảnh thiên giới. Một khi đã như vậy, mọi người tự bằng thực lực của mình. Nếu ai có thể đi vào Thang Hoàng Lăng lấy được máu của Thang Hoàng thì chiều ca cổ thành này sẽ là ngục của người đó đi. Kiến mộc và thông thiên tháp cũng thuộc về người đó. Yêu chủ nói tới đây quay đầu lại nói, nghe nói Thang Hoàng có được huyết thống của đế khốc thần vương, khi còn sống tu vi ông ta là không thể cân nhắc được, có khi đã thành thánh hoàng rồi ấy chứ. Chuyến đi Thang Hoàng Lăng lần này ta không thể bảo vệ chu toàn cho các ngươi. Yên Nhu, các con đi xuống hết đi, ta cùng các vị sư thúc sư bá của con cùng xông vào Thang Hoàng Lăng. Phượng Yên Nhu dạ một tiếng rồi cùng đệ tử Thiên Nhu Cung bay ra khỏi Hà Đồ. Hiên Viên Trường Phong đang chỉ bảo đám đệ tử tiểu bối Hiên Viên gia cho bọn họ tự do hành động. Hắn nói, Vô Khuyết, người có binh chủ kỳ trong tay, uy năng hùng mạnh, chính là cấm bảo, có đủ thực lực đi theo chúng ta. Quang Nhi, thực lực của con không đủ, đi xuống đi thôi. Hiên Viên Quang bất đắc dĩ đành phải rời đi. Về phần tự chủ Đại Phạm Lôi Âm tự, Bảo Quang đại thiền sư cũng để lại một ít đệ tử không đủ tu vi, dẫn dắt tinh nhuệ xông vào Thăng Hoàng Lăng tìm tòi thực hư. Ba người đứng đầu thánh địa đều tự dẫn dắt cao thủ bay tới Thăng Hoàng Lăng. Diệp Phúc cũng rất động tâm, thầm suy nghĩ, sao chiều ca của thành ư, thông thiên chi lộ? Không nói khác, nếu ta có thể lấy được cốc kiến mộc kia, nguyên thần cùng với ngọc thụ trong ngọc lâu của ta sẽ trưởng thành đến tình trạng gì đây? Nhưng thánh chủ các thánh địa đều tham gia rồi, chỉ sợ máu của Thăng Hoàng cũng không có phần của ta rồi. Có khi trong Thăng Hoàng Lăng sẽ có chư thiên thần vương công đức ấn đầy đủ, cái này cũng đáng giá cho ta xông vào một lần. Hắn phi thân lao ra khỏi bàn Hoàng Lăng, đi thẳng vào bên cạnh Phượng Yên Nhu. Hắn cười nói, Yên Nhu muội muội, đã lâu không gặp rồi. Phượng Yên Nhu và đám đệ tử Thiên Nhu Cung hoảng sợ, cảnh giới, âm thầm đề phòng. Đến khi thấy là Diệp Húc thì đám đệ tử Thiên Nhu Cung lướt nhau đều nhẹ nhàng thở ra cười nói, hóa ra là cô gia đến đây làm chúng tôi hoảng sợ. Cô gia xuất quỷ nhập thần, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không biết khi nào đi Thiên Nhu Cung để chúng ta gần gũi hơn đây. Đám đại yêu đều tiến lên chào hỏi rất là thân thiết. Diệp Húc ngỡ ngàng đáp lễ lung tung, thầm nghĩ, cô gia, tập tục của yêu tộc với nhân tộc ta quả nhiên khác nhau một trời một vực mà. Nhân tộc ta gọi con rể của nhà giàu là cô gia, hay là yêu tộc không có phong tục này mà bất cứ ai đều gọi là cô gia đây? Diệp Húc không hiểu ra sao. Đám đại yêu chào xong cười nói, cô gia, vài vị thánh chủ đang ở phía trước mở đường, nhiều bà bối trong Thang Hoàng Lăng bọn họ đều trước mắt cả,
nhưng trong mắt chúng ta chính là chân phẩm, vô thượng. Chúng ta đi trước màu ít tiện nghi, thứ tội thứ tội. Chúng yêu đều rời đi, chỉ còn lại Phượng Yên Nhu và Diệp Húc. Diệp Húc dương mắt nhìn cô thiếu nữ bên cạnh, chỉ thấy cô nương yêu tộc này gầy hơn trước đây vài phần, cúi đầu không nói lời nào. Hắn lập tức khẽ ho một tiếng, đang định nói chuyện thì Phượng Yên Nhu lại ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra chút vui mừng, lập tức sương mù che lại đôi mắt, nàng cúi đầu co quắp nói: "Anh rể." Diệp Húc suýt học máu cười nói: "Anh rể gì vậy, muội muội à, lâu rồi không gặp, muội cũng biết nói giỡn rồi hay sao?" Phượng Yên Nhu cắn môi dưới không nói câu nào, trong hốc mắt sương mù mông lung, cúi đầu nắm góc áo. Diệp Húc buồn bực trong lòng nhưng vẫn cười nói: "Hay là muội đang giận ta sao? Ta vốn nói trở thành đại vu rồi sẽ đi Thiên Yêu Cung thăm muội, kết quả chạy ngược chạy xuôi lang thang khắp nơi nên không có thời gian. Chẳng lẽ muội vì chuyện này mà trách ta ư?" "Muội yên tâm đi, ta nhất định sẽ đến Thiên Yêu Cung chuyện mang lễ vật đến cho cha muội, ta vẫn nhớ rõ mà." Phượng Yên Nhu giơ lệ khẽ nói: "Huynh đã đính thân cùng với nhị tỷ, còn mang sinh lễ gì nữa đây?" Diệp Phúc hoảng sợ thất thanh nói: "Sao, đính hôn cùng nhị tỷ khổng tước của muội ư? Chuyện khi nào vậy? Sao ta không biết vậy?" "Cha muội tự mình đi Hoàng Tuyển Ma Tông để thân rồi. Sau khi trở về, ông rất là vui vẻ, nói ứng tông chủ đã đồng ý." Diệp Phúc lại càng hoảng sợ, suy nghĩ một lát mới nhớ ra khi đó mình đang bị nhốt trong Hàn Nguyệt Cung, hơn phân nửa là ứng tông đạo tự quyết định đồng ý cửa hôn nhân này. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi nói: "Cửa hôn nhân này ai đồng ý thì người đó đi mà cưới. Lúc trước nhị tỷ muội nói có cốt nhục của ta chỉ là kế tạm ứng để thoát thân mà thôi, không phải là thật. Hơn nữa nhị tỷ của muội có chí hướng cao xa, cũng không có ý gì với ta cả, ta cũng không có ý gì với nàng ấy. Chuyện nam nữ sao có thể cưỡng cầu được?" Phượng Yên Nhu cảm thấy hơi thoải mái trong lòng, chỉ thấy như một tảng đá cực lớn chặn trong tâm bấy lâu nay đã không cánh mà bay, nhẹ nhàng đi rất nhiều. "Muội muội, ta cũng tính xông vào Thang Hoàng Lăng một lần, vốn cũng không có nắm chắc, giờ có muội ở bên, ta nắm chắc được vài phần rồi. Không biết làm phiền muội muội đại giá, còn mong vị đại tông sư cấm chế muội muội đây chỉ điểm cho một hai." Phượng Yên Nhu không chút suy nghĩ liền gật đầu đồng ý, dịu dàng nói: "Cha muội cấm chế thông thần, hiểu rõ đủ loại cấm chế, muội chỉ học được bản lĩnh về cấm chế, thế nhưng tu vi không đủ, không biết có đối phó được với cấm chế trong Thang Hoàng Lăng không?" Nàng có phần không yên nói: "Muội nghe cha nói, Thang Hoàng chính là con nối dõi của Đế Khốc Thần Vương. Đế Khốc Thần Vương lại là con trai của Chuyên Húc Thần Vương, huyết thống của Hiên Viên Thiên Đế. Khi đương kim Thiên Đế đăng cơ, Đế Khốc Thần Vương bị liên lụy nên Chủ Hoàng định mở ra thông thiên chi lộ để tiến vào thiên giới, trợ giúp cho Đế Khốc Thần Vương. Kết quả chọc giận Thiên Đế, làm cho hoàng triều này bị diệt. Trong Thang Hoàng Lăng có khi còn có cấm chế của thiên giới, sự hung hiểm trong đó còn trên cả bàn Hoàng Lăng." Diệp Húc cười nói: "Chỉ cần muội chỉ ra cấm chế, chuyện phá cấm cứ để giao cho ta." Hắn đang nói thì đột nhiên một luồng rung động kinh người truyền đến. Diệp Húc quay đầu nhìn lại thì thấy có Nhân Hoàng Thánh Chủ đuổi tới Ân Khư, chính là cao thủ các thánh địa Nho Vu, Âm Dương Tông, Thái Cực Tông tới, khí tượng vạn thiên đi thẳng tới Thang Hoàng. Đám trùm sò này hiển nhiên nghe tin Huyền Điều nói tiếng người nên đã chạy tới đây, định tìm ra máu của Thang Hoàng để mở ra thông thiên chi lộ. Thông thiên chi lộ có nghĩa là có thể tiến vào thiên giới, dù là Nhân Hoàng tuyệt đại bá chủ của thế giới Vu Hoàng cũng không thể không động tâm khi đối mặt với loại dụ hoặc này. Của cải trong thiên giới là thứ mà thế giới Vu Hoang không thể tưởng tượng được. Một linh mạch thôi cũng đủ để thành lập một thánh địa, được đến truyền thừa của thánh hoàng hoặc thần vương cũng để đủ để có một thánh địa càng hùng mạnh hơn. Huống chi linh khí nơi đó dồi dào hơn xa thế giới Vu Hoang, đột phá đến Vu Hoàng cũng rất không khó như ở thế giới Vu Hoang. Có thể tiến vào nơi đó chính là giấc mộng của vô số người. Nếu có thể được thánh hoàng hoặc thần vương nâng đỡ, chỉ sợ trong một thánh địa xuất hiện vài vị Vu Hoàng, thống nhất Vu Hoang cũng là chuyện rất dễ dàng. Có thể đoán được, nơi đây rất sẽ thu hút càng nhiều thánh địa, càng nhiều cao thủ tới thăm dò Thang Hoàng Lăng. Huyền Điếu, sớm không mở miệng, muộn không mở, vì sao đến giờ mới mở miệng nói chuyện đây? Diệp Phúc vô cùng buồn bực, nghi hoặc nói: "Cái con ngốc điểu này đã bị chặt đứt chân gần 200.000 năm rồi, chắc chắn nó đã sớm biết chuyện thông thiên chi lỗ, vì sao đến giờ mới mở miệng?" Phượng Yên Nhu cười nói: "Có lẽ con Huyền Điếu này cho rằng thời cơ phục hưng đại thương đã đến, cho nên mới nói mở miệng triệu tập quần hùng trong thiên hạ. Ta chỉ muốn vào Thang Hoàng Lăng thu chi thiên thần vương công đức ấn, cũng không xung đột với đám thánh chủ đó. Về phần cái gọi là thông thiên chi lộ kia thì cứ kệ đi." Diệp Phúc thầm nghĩ, mục tiêu của hắn chính là chư thiên thần vương công đức ấn, tuy rằng cũng có ý tưởng với thông thiên chi lộ, thậm chí còn muốn đem kiến mộc và thông thiên tháp làm của riêng, nhưng đối mặt với nhiều thánh chủ như vậy, Diệp Phúc tự biết thực lực không đủ, không thể cạnh tranh với những người này.
bố trí của thang Hoàng Lăng không giống so với Hoàng Lăng đại thương khác. Diệp Húc cùng Phượng Yên Nhu vẫn chưa tiến vào tòa Hoàng Lăng, từ xa nhìn lại thôi liền thấy thang Hoàng Lăng cực kỳ bằng phẳng. Những ngọn núi lớn nối liền từ phương xa hướng trung tâm lan đến, hình thành một cảnh quan kỳ lạ, giống như một tế đàn cung phụng vị thánh hoàng này. Còn tại trung tâm của vô vàn long mạch có một ngôi mộ cực kỳ to lớn, hình dạng như núi, đó chính là trung tâm của thang Hoàng Lăng. Thang Hoàng, vị thượng cổ thánh hoàng này, chính là được mai táng ở nơi đây. Đứng ở trên cao nhìn xuống, thang Hoàng Lăng dường như là một điểm mà từng đường long mạch dưới núi giống như mạng tơ được tạo thành từ những cự long hướng ngoài tỏa ra, còn đầu lão của long mạch thì thâm nhập bên trong thang Hoàng Lăng. Phượng Yên Nhu đứng bên Diệp Húc thấp giọng đếm số lượng long mạch. Một lúc lâu sau, nàng ngẩng đầu hoảng sợ nói: 99 đường long mạch, thang Hoàng Lăng tụ hợp 99 đoạn long mạch tại một điểm, đem 99 đường long mạch tạo thành một loại đại cấm chế. Loại cấm chế này đủ để đối phó với vô hoàng rồi. Thang Hoàng sau khi chết vẫn lưu lại một cấm chế lớn như vậy, rốt cuộc muốn làm gì đây? Toàn bộ thang Hoàng Lăng là một đại cấm chế, 99 đường long mạch kết tạo mà thành, đem thang Hoàng Lăng bao bọc ở bên trong. Bên trong những long mạch này đang ẩn chứa những sợi linh mạch cửu giai thuần dương. Linh khí của 99 sợi linh mạch cửu giai thuần dương cung cấp đủ để cho hàng trăm vị nhân hoàng sử dụng tu luyện hàng ngày. Những linh mạch này là một khối tài nguyên không thể tưởng tượng nổi, chỉ có hoàng triều từng thống nhất vu hoàng mới có thể tụ tập một tài nguyên to lớn như vậy, hơn nữa chỉ dùng để bảo giữ lăng mộ của hoàng đế. Linh mạch cửu giai thuần dương, uy năng đơn thuần của mỗi một sợi đều tương đương với một vị nhân hoàng, 99 sợi chính là 99 vị nhân hoàng. Lấy linh mạch như vậy thiết lập cấm chế, linh mạch thúc động cấm chế, e rằng ngay cả vu hoàng cũng vô phương mà chống lại. Linh mạch phong ấn trong long mạch mặc dù là một tài nguyên không thể tưởng tượng, song từ xưa đến nay lại không có một người nào có thể lấy được những linh mạch này ra. Cũng từng có người có qua lại ý tưởng này, có điều công kích long mạch cũng là công kích cấm chế, sẽ gặp phải công kích của toàn bộ cấm chế trong thang Hoàng Lăng, cho dù là có được cả cấm bảo cũng không thể chịu nổi. Thang Hoàng Lăng hàng vạn năm nay vẫn chưa có một người nào có thể sống sót đi ra, không phải là không có nguyên nhân. Diệp Húc đứng ở chỗ xa mà vẫn có thể cảm nhận được thấy nguồn năng lượng kinh khủng ẩn chứa trong lăng mộ này. 99 sợi linh mạch thuần dương kiểu giai cung cấp cho lăng mộ, khiến cho bên trong tòa lăng mộ giống như một vực sâu không đáy. Bên trong vực sâu đang ẩn chứa một con mãnh thú vô cùng hung ác, có thể xé xác phanh thây bất cứ người nào dám bước vào bên trong. Lúc này, yêu chủ Hiên Viên Trường Phong và đại thiện sư Bảo Quang cùng với các thánh chủ của các đại thánh địa đã tới bên ngoài thang Hoàng Lăng, hướng mắt mà nhìn vào, chỉ thấy long mạch giống như một chân long phủ phục dưới mặt bọn họ. Giữa hai đường long mạch là một sân cốc rộng lớn xuyên thông phần mộ của thang Hoàng. Sân cốc u thâm, hai bên núi đá san sát kẹp cùng một chỗ, hình thành một thông đạo nhỏ hẹp. Sân cốc nơi đây thấm nhuần long khí, tự mình sinh trưởng, có cái hóa thành thạch nhũ, có cái hóa thành thạch đằng, thạch thụ, còn có những sơn thạch kết thành một đóa hoa tươi, nhưng cũng có những thạch đầu tạo thành lại vô cùng quái dị. Còn phía trên đại sơn còn có một phiến long lân trắng muốt, đây chính là long khí trong long mạch thấm vào đại sơn, khiến cho những sơn mạch này cơ hồ hóa thành cự long đích thực. Chư vị thánh chủ dừng tại đây, không hề lập tức xâm nhập vào bên trong. Ngã Phật tử bi. Đại thiền sư Bảo Quang thanh quát một tiếng Phật hiệu, chỉ thấy bên trong ấn đường Phật quang đại thả. Phật quang ngưng tụ thành một pho tượng phân thân thần niệm. Pho tượng phân thân này có thực lực tam tương cảnh cực đỉnh, tự bay thẳng lên từ chân long mạch hướng thang Hoàng Lăng mà bay đi. Xoẹt. Trong không gian đột nhiên chuyển đến rung động vô hình, pho tượng phân thân của hắn vừa mới tiến vào bên trong liền hóa thành một làn khói tiêu tán. Không trung bày đầy cấm chế, hơi tiếp xúc thôi thậm chí có thể chém chết nhân hoàng, không thể tiến vào tùy tiện được. Đại thiền sư thở dài, quay người nhìn về yêu chủ cười nói: Nghe nói yêu chủ nghiên cứu thiên nhân, nắm giữ cấm bảo hà đồ của hy hoàng, có thể thôi thiên toán địa, phá vỡ tất cả cấm chế. Yêu chủ nhận thấy nên tiến vào thang Hoàng Lăng như thế nào đây? Những cấm chế bên ngoài này vẫn chưa cần dùng hà đồ suy tính, từ bên trên long mạch bay đến Hoàng Lăng đối với một vị thượng cổ thánh hoàng mà nói quả thực chính là làm nhục mà. Bởi vậy đây là một tuyệt lộ, cho dù tế khởi cấm bảo cũng không có cách đối kháng lại cấm chế của 99 đường long mạch hợp lực bày ra đâu. Thiên Điêu cung chủ cười nói: Muốn tiến vào Hoàng Lăng chỉ có một cách, chính là đi qua thang hoàng, chính là thượng cổ thánh hoàng, lấy thân phận thần tử đi qua triều kiến thánh hoàng mới không gặp phải cấm chế loại bỏ. Cho dù tiếp xúc với cấm chế, nhiều nhất cũng chỉ gặp phải hai đường long mạch tấn công, chứ không phải 99 đường. Như vậy vẫn còn đường kháng cự.
Hắn học thức phong phú, vượt xa các thánh chủ khác, dù gì nói ra khiến người tin phục. Thiên Điêu Cung yêu chủ nói có lý, đột nhiên nhìn thấy Diệp Phúc chạy đến, không khỏi lộ ra một chút ý cười, cười nói: "Ha ha, con rể ta đến rồi, cái tên tiểu tử này quả nhiên là hạng người không chịu an phận mà." Đột nhiên mặt hắn hơi biến sắc, nhìn thấy Phượng Yên Nhu bên cạnh Diệp Phúc, lạnh lùng hừ một tiếng tức giận: "Con gái của ta cũng đến rồi." Hiên Viên Trưởng Phong cười ha hả nói: "Yêu chủ, con gái con rể ngươi cùng nhau đến, ngươi hà cớ còn tức giận? Lẽ nào là sợ bọn chúng gặp phải nguy hiểm ư?" Thiên Yêu Cung chủ tức giận hừ một tiếng, sắc mặt xanh mét, không nói gì nữa. Diệp Phúc cũng là con rể hắn, nhưng cùng hắn có hôn ước không phải là tiểu nữ Phượng Yên Nhu, mà là thứ nữ của hắn Khổng Tước kìa. Hôm nay tên tiểu tử Diệp Phúc này nắm tay con gái hắn, rõ ràng là nhất quyết từ bỏ thứ nữ cùng với tiểu nữ Phượng Yên Nhu cấu kết với nhau, hắn sao có thể không tức giận đây? "Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, lẽ nào ngươi muốn hai viên minh châu trên tay ta, hai phần sinh lễ của ta ư?" Thiên Yêu Cung chủ phất tay áo tức giận nói: "Các vị sư đệ, chúng ta đi." Hắn tiên phong dẫn đầu đoàn cao thủ Thiên Yêu Cung tiến vào khe hẹp giữa long mạch, hướng đến Hoàng Lăng. Hiên Viên Trưởng Phong lướt nhìn mấy vị thánh chủ cười nói: "Yêu chủ, nếu đã đi trước một bước, chúng ta làm sao có thể ở lại phía sau được?" Các vị thánh chủ đồng loạt nói phải, nối tiếp nhau tiến vào bên trong khe sâu. Diệp Phúc đến cửa vào Hoàng Lăng, nhìn vào khe hẹp tính toán, không khỏi nhíu mày. Chỗ bọn họ đang đứng chính là Long Vĩ, giữa đôi của hai cự long sơn mạch như rồng, cho hắn cảm giác dường như hai cự long này lúc nào cũng có thể cong đuôi lên, hung hăng đạp xuống, đem bọn chúng nghiền thành thịt bánh. Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên thấy hai đường long mạch vang lên một tiếng, Long Vĩ hướng lên không hung hăng đập xuống. Một kích này tương đương với một kích hai đại nhân hoàng hợp lực, có thể dễ dàng là một vị nhân hoàng chấn vỡ. "Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng, thái cực lưỡng nghi tứ tượng cướp trận, đính." Giữa hai đường long mạch chỉ nghe thấy một âm thanh dày nặng cất lên, lên đó một tấm thái cực đồ đột nhiên xuất hiện giữa khe hẹp, phạm vi ngàn dặm, âm dương xoay chuyển. Lại là nhân hoàng của Thái Cực Tông thi triển cấm pháp. Chỉ thấy bốn đầu cự tượng từng cái đứng ở bốn góc của Thái Cực Đồ. Mỗi một đầu cự tượng mang trên lưng một tòa đại lục cỡ nhỏ, chân đạp lên một loại thể cầu giống như tinh cầu. Thể cầu này đen trắng phân minh, âm dương lưỡng cực không ngừng chuyển động. Hai đoạn Long Vĩ trùng trùng đập xuống, bốn đầu cự tượng chặn đứng không thể khép lại. Tiến vào khe hẹp cuối cùng chính là Thái Chủ Thái Cực Tông, lấy Thái Cực Đồ định trụ long mạch. Cũng có nhân hoàng thi triển thủ pháp, từng người thi triển cấm pháp định trụ long mạch. Các vị thánh chủ trong lòng trầm mặc, long mạch chấn động, xem ra đi từ khe hẹp đến Tam Hoàng Lăng không hề thuận buồm xuôi gió, cũng có cấm chế, nếu như nhất thời không kiểm tra, đích xác có khả năng bị hãm tại đây. "Có các vị thánh chủ đây mở đường, cho dù có nguy hiểm bọn họ cũng sẽ chống đỡ được." Diệp Phúc đang muốn đi vào khe hẹp, đột nhiên nghe thấy một tiếng thiên lương ngân dài truyền đến, bầu trời đột nhiên trở nên mờ mịt, không trung nát vụn. Một đầu điêu khổng lồ từ trên không trung nát vụn bay ra, cõng trên lưng một tòa đại thành, ngân vang kêu to: "Thiên mệnh huyền điêu, hằng nhi sinh thương." Đầu huyền điêu vô túc này mang trên lưng thành cổ triều ca, hai cánh hế động, lôi phong tung tác, trên không trung trao lượng. Bên trong của thành, một tòa cự tháp dặn nứt hiên ngang chót vót. Bên trong cự tháp có thể nhìn thấy một cây cổ thụ, từ trong tháp vươn thân ra ngoài, mọc ra cành lá, một đóa lá cây liền có hơn 10 dặm lớn nhỏ. Rễ chùm của nó nổi trên mặt đất, lại có một vài cái rễ chùm quấn quanh bề mặt thông thiên tháp, rễ chùm như núi như rồng, to lớn không gì so sánh được. Cây đại thụ này bao phủ đầy khí mộc tinh thuần túy, cách Diệp Phúc càng vạn dặm lại khiến nguyên thần của hắn dục dịch, gần như thoát thân mà ra, muốn cắm rễ bên trong cây kiện mục này hút ra khí mộc tinh thuần túy đó. Huyền điêu khắp thân màu vàng nhạt, lông cánh lấp trời, không ngừng vây quanh di chỉ kinh đô cuối đời thương lượn vòng, cùng không giống trước cứ thế đi vào rồi lập tức rời đi. Con chim này rốt cuộc đang chờ đợi điều gì đây? Chẳng lẽ thật sự như nó từng nói, hút máu thăng hoàng tưới cho kiện mộc liền có thể khiến cho kiện mộc sinh trưởng trực thông thiên giới hay sao? Diệp Phúc không ngừng trầm ngâm, hắn đối với máu thăng hoàng có công hiệu như vậy hay không biểu lộ nghi ngờ, chỉ sợ thánh chủ cũng không lấy được, hắn tự nhiên cũng bất thành. Huyền điếu hắn là nhất thời sẽ không rời đi, hay là vào trong Tam Hoàng Lăng rồi tính vậy? Diệp Phúc cùng với Phượng Yên Nhu vô cùng cẩn thận tiến vào khe sâu đi về phía trước. Sư huynh, khe sâu này bên trong vẫn còn không ít cấm chế, cần phải cẩn thận. Phượng Yên Nhu đi bên Diệp Phúc cười nói, hai người dắt tay nhau đi, tốc độ so với những thánh chủ khác không hề chậm.
Phượng Yên Nhu cả đường đi đếm được hơn 10 cấm chế. Hai người cũng cẩn thận tránh khỏi cấm chế. Đến khi thật sự tránh không được, liền do Diệp Húc ra tay cưỡng chế phá bỏ. Cũng may cấm chế hùng mạnh nhất trong khe sâu đã bị những vị thánh chủ đi trước phá vỡ, bọn họ không hề gặp phải cấm chế có thể sánh với nhân hoàng. Ngoại trừ bọn họ, còn có các đệ tử của các đại thánh địa cũng dũng mãnh tiến vào khe sâu, dự định đi theo con đường các thánh chủ đã đi qua, tìm kiếm những bảo vật mà những thánh chủ kia không nhìn thấy. À! Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng hét thảm thiết. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ nhìn thấy có người không cẩn thận chạm vào cấm chế. Thạch thụ đột nhiên khai hoa, cười giễu cợt một tiếng, liền đem một tên đại vu nguyên thần đâm chết treo ở trên cây. Thạch thụ trong chớp mắt liền hút hết toàn bộ tinh khí và máu tươi trong người của hắn, đến nguyên thần cũng bị cắn nuốt, dung nhập vào bên trong long mạch, chỉ còn lại một tấm da người treo ở trên cây phiêu đãng theo gió. Người này còn có hai gã đồng bạn, hẳn là đồng môn huynh đệ, cũng là đại vu tam thần cảnh. Thế thế vội vàng chạy thoát thân, nhưng vào lúc đó chỉ thấy một gốc thạch thụ đột nhiên dường như sống lại, đem một trong số đó treo cổ chết. Còn một người kia vừa mới chạy được vài dặm, từ trên vách đá đột nhiên thò ra một khúc thạch long, há to miệng nuốt hắn vào trong. Sau một lúc lâu, thạch long há mồm phun ra một tấm da người. Đại vu tam thần cảnh trước mặt cấm chế trong khe sâu quả thật không hề có đất dụng võ. Sư huynh, huynh có cảm thấy bố trí của thang hoàng lăng này có chút cổ quái hay không? Phượng Yên Nhu thấy thế nghi hoặc lên tiếng. Tòa hoàng lăng này giống như tế đàn vậy, hơn nữa những cấm chế được bày ra cũng là để hút lấy tinh khí máu tươi của những kẻ tự ý xâm nhập này, dường như chính là lấy những kẻ xâm nhập như chúng ta đem làm tế phẩm vậy. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 136 chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Như Khánh Duy cũng đã thông báo, Khánh Duy xin nhắc lại là ngày hôm nay và ngày mai. Ngày nay thì sẽ có một tập, còn ngày mai thì Khánh Duy nếu mà về buổi tối thì Khánh Duy sẽ đọc buổi tối. Còn không thì sáng ngày kia Khánh Duy sẽ đọc bù cho mọi người. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.